Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học chào hỏi trong tiếng Lào. Chào hỏi trong tiếng Lào thường được chia làm 3 phần. Đó là chào hỏi thông thường, chào hỏi kiểu thân thiết và chào hỏi kiểu lịch sự. Mời các bạn theo dõi. Chào hỏi thông thường, thập thai bẹt thua quay, sabai đi, chào, sabai đi, chào đi, sabai đi bo, khọp chay, hỏi sabai đi. Bước 2 là mình sẽ hướng dẫn đọc cả tiếng Lào từng. Sabai đi, xin chào, chào, sabai đi, vâng, xin chào, chào đi, sabai đi bo, con bạn. Có khỏe không? Khọp chay. Hỏi sabai đi. Cảm ơn. Tôi khỏe. Mình lặp lại thêm lần nữa. Sabai đi. Xin chào. Chào. Sabai đi. Vâng. Xin chào. Chào đi. Sabai đi bo. Còn bạn có khỏe không? Khọp chay. Hỏi sabai đi. Cảm ơn. Tôi khỏe. Nghĩa. Sabai đi. Một. Xin chào. Hai là khỏe, chào, một là vâng hoặc là dạ, hai là bạn, khỏi là tôi, đi, tốt, bo, không, khọp chay, cảm ơn. Như vậy các bạn đã được đọc sơ qua. Nếu các bạn nào muốn hiểu rõ cách dịch thì các bạn xem tiếp. Thứ nhất, chào hỏi kiểu thông thường. Thứ nhất là chào hỏi kiểu thông thường. Khi chào hỏi kiểu thông thường thì chúng ta sẽ nói chung giữa người mình và người đối thoại. Thì có thể là thứ nhất là người nói là giả sử mình có sabai đi, người mình sẽ nói sabai đi thì người kia sẽ trả lời là người thứ hai thôi là khó, cũng là cháu sao bay đi đó, nên mình sẽ hỏi mãi là cháu sao bay đi là con phải tiếp. Thì khi người này nói thì mình sẽ nói tiếp người thứ hai nói là cháu đi, chào đi, sabai đi bo. Chào đi, sabai đi bo. Chào đi, sabai đi bo. Còn cái này sẽ trả lời có thể là khọp chay, khỏi sabai đi. Còn khọp chay, khọp chay hỏi xạ bài đi, tức là trong đây là mình sẽ có xạ bài đi là xin chào. Sạ bài đi, xin chào. Sạ bài đi, xin chào. Chào, sạ bài đi, cái là vâng. Mà có khi mình gọi là dạ. Vâng, dạ, xin chào.
Vâng. Xin chào. Chào đi. Sạ bài đi bò. Chào đi. Sạ bài đi bò. Còn bà, cái chữ sạ bài như người tưởng khác, khỏe không? Hoặc là có khỏe không? Còn mà có khỏe không? Con bạn có khỏe không? Con bạn có khỏe không? Khọc chay khỏi xạ bay đi. Khọc chay là cảm ơn. Cảm ơn. Khỏe sao bay đi, tôi khỏe, tôi cũng khỏe. Khỏe. Đây các bạn thấy câu chào ngoài kiểu thông thường là mình cứ hỏi là xin chào, sạ bài đi, xin chào, chào, vâng, chào, vâng, sạ bài đi, vâng, sạ bài đi cũng là xin chào, bạn chú ý. Rồi đến câu thứ ba, chào đi, sạ bài đi bông. Con bạn có khỏe không? Học chay khỏi xa bay đi. Cảm ơn, tôi khỏe. Đấy. Nếu các bạn mà học hội thoại thì cứ học thuộc là rồi. Nên cả câu câu nên là mẫu đơn giản, trao đổi thông thường. Nhưng mà làm như vậy có thể mình sẽ quên mà mình không hiểu. Và như vậy nó sẽ thành học vẻ. Các bạn thấy câu mình mẫu câu đi. Xa bay đi, xa bay đi, xa bay đi. Sa bài đi ngay với cái sa bài đi này. Ok. Các bạn thấy sa bài đi như là cái niềm xin chào. Xin chào. Sao bài xin chào. Còn cháu đấy sao bài đi thì cháu đi cái đấy khỏe. Chữ sa bài đi là nó khác nhau các bạn với chữ sa bài đi xin chào trong ngày sa bài nhé là sa bài là khỏe. Bài đi là tốt, khỏe tốt thì cái đầu tiên khi mà chào hỏi thì nó sẽ trở thành xin chào. Xin chào. Khi trong trường hợp thứ hai khi mà khi nói về sức khỏe thì khi mà nói về cho nên là vì chào thì cái chào là kiểu xin chào, nếu mà nó sẽ trở thành khỏe khi nào sức khỏe. Khi nào về sức khỏe thì cái chữ này là sa bài đi là khỏe, mà khi chào thì cái sa bài đi khỏe tổ là xin chào. Và nếu như vậy đó cái hơi đặc biệt sa bài đi xin chào
Chào, cái chuyện như là vâng, sa bai đi. Vâng, xin chào. Đến khi con người đi hỏi lại, cháu đi, sa bai đi bo. Còn bạn có khỏe không? Họp chay, khỏi sa bai đi. Cảm ơn tôi khỏe. Do đó cái chữ sa bai đi trong trường hợp này nó sẽ có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất sa bai đi là xin chào, chào. Và nghĩa thứ hai là khỏe, là trong trường hợp bảo vệ sức khỏe. Khọc chay cảm ơn, khỏi xạ bài đi, tôi khỏe. Khỏi đi là tôi. Nằm trong bài đại từ nhân xưng, các bạn xem lại trong bài đại từ nhân xưng, các bạn sẽ thấy tôi là khỏi. Cháu là bạn, chị cháu. Trường hợp thứ hai nha, chị cháu nha. Chỉ có trường hợp thứ nhất là vâng. Bây giờ mình xóa mình viết lại nhé. Cái câu của nó là sabai đi, cháu sabai đi nha. Con sabai đi khó cháu. Sabai đi khó lại hỏi tiếp thì là có cháu đi sabai đi bó. Khọc cháy phải sabai đi. Thì khó là người ấy hỏi lại cháu đi sabai đi bó. Còn trả lời khọc cháy phải sa bai đi. Rồi như vậy là mình biết lại là co là sa bai đi. Lúc này mình giải thích là cháu sa bai đi, tức là cái sa bai đi là chữ sa bai đi là khỏe hoặc là thoải mái, đi là tốt, khỏe tốt. Thì trong câu chào hỏi thì người ta sẽ dịch là xin chào. Sabai đi là nghĩa là xin chào. Còn một cái sabai đi, cháu đi sabai đi bo. Cái sabai đi á, là lúc này mình nói là sabai đi là lấy là khỏe. Còn trâu đi là xin chào, cái này khỏe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cháu đấy á, cái chữ cháu đi là vâng. Cháu đi là dạng thản tư, cháu đi là thản tư hay thì là vâng là già. Còn cái cháu đi, cái đi là bạn, con bạn. Cái chữ cháu đi là các bạn phải đi xem lại trong bài lấy từ nhân xưng có trong video đó. Rồi thì bây giờ qua cái phần thứ ba là cái chữ sabai, cái đi sờ lo o nha. Sờ lo o lúc này mình học tiếng Việt lắm. Chữ bo đi á, bo đi là tiếng Việt là không, chữ không. Bó đi là không, không ở cuối câu, dùng làm thành cái câu nghi vấn, câu hỏi. Cháu đi con bạn có khỏe không? Đó, cái câu này là có khỏe không? Chữ bó đi là thì cái chữ không. Sau này các bạn sẽ thấy cái một từ là chữ bó. Bó cũng là không, nhưng mà cái câu nghi vấn thường là người ta sẽ biết bó, mà có khi người ta cũng biết bó ngay. Các bạn chú ý có thể con chữ bò nữa nè. Như vậy đó. Như vậy là mình xóm cái nghĩa trên này. Còn thêm một nghĩa nữa là mình hiểu thêm nghĩa nữa là khọp chay. Khọp chay nhé. Khọp như là mình được tắt. Khọp như là cảm. Chay như là tấm lòng. Cảm cái lòng là coi như là cảm ơn. Khọp chay là cảm ơn. Khỏi là tôi nằm trong đại tuyên nhân sư nhé. Tiền đấy mình lấy một câu để mình tắt cái từ ra cho các bạn. Vì chỉ trong bài mình còn thiếu cái bài là phóng quỷ vân cộng quỷ nữ năm, tức là phần vân. Cho nên là hơi khó khi dịch. Thì cái chữ khi nào mà
Tôi có thể khi khác mình dịch, mình giải thích được là khó. Thì đấy là tắt, đây là một từ khó, nhưng một từ này, cái này là một từ này. Đây các bạn xem lại đây để về mà tập nhé. Rồi lần sau mình giải thích này. Đây, cái này là một từ này. Sa, sa, bay đi một này. Này, cháu đi là rồi, mình lên xong cái này giải thích. Cháu đi thì là đây là đây từ, sa bay đi thì đây. Đó. Thì các bạn thấy cái tắt từ này. Đây. Lần sau mình khi mình học thêm cái phần mà vần hoặc là phụ âm cuối vần á, thì chúng ta sẽ đi xem lại cái phương pháp tắt từ này, tìm cái biện pháp tắt từ nhé. Từ nào khó bởi vì khi thường vào việc nhìn nhau hoặc là đặt máy nó nhìn nhau. Đấy. Chào sapai đi, chào đi sapai đi bo, học chay khỏi sapai đi đó. Tức là mình nhớ đây là câu này là cách chào hỏi thông thường. Thì còn nếu mà khi mình chào hỏi kiểu thân thiện, tức là mình quen biết nhau rồi, hàng anh em bạn bè học trò với nhau á, thì cách nói nó sẽ đơn giản hơn. Các bạn cần nhớ nhiều nhé, để coi như là đi qua phần thứ hai. Chào hỏi kiểu gia đình. Cách tập thai bẻ khóc cua. Bên nơi đây ai? Khen hèn đi bò. Chào, khen hèn đi. Nóng đi, bên nơi đây. Chào, nóng có khen hèn đi dù. Bên nơi đây ai? Khen hèn đi bò. Thế nào anh? Mạnh khỏe không? Chào, khen hèn đi. Nóng đi, bên nơi đây. Vâng, anh khỏe. Còn em thế nào? Chào, nóng có khen hèn đi dù. Vâng, em cũng vẫn khỏe. Lặp lại. Bên nơi đây ai? Khen hèn đi bò. Thế nào, anh? Mạnh khỏe không? Chào, khen hèn đi. Nóng đi, bên nơi đây. Vâng, anh khỏe. Còn em thì nào? Chào, nóng có khen hèn đi dù. Vâng, em cũng vẫn khỏe. Nghĩa. Bên nơi đây, thế nào? Hoặc là sao? Khen hèn đi, là mạnh khỏe. Ai? Là anh. Nó, em. Đi, còn. Có dù là cũng vẫn. Chứ là mình tiếp theo cái phần thứ hai là chào hỏi kiểu thân thiện. Đây, chào hỏi kiểu thân thiện, kiểu thân mật này, hoặc là chào hỏi kiểu gia đình. Thì cách nói thì đơn giản hơn, tức là bên theo đây ai khen hèn đi bò. Là nghĩa là thế nào anh, khỏe không, hoặc là có khỏe không. Đấy là gì đó. Xịt qua đây, xịt qua đây gọi là, tức là thế nào anh, có khỏe không, bên nơi đây như là thế nào, hoặc là sao nhé, hoặc là sao. Bên đây, bên nơi đây ai, ai như là anh. Các bạn xem lại trong đại từ nhân xứng này, đấy, người nói với mình đấy, người muốn thứ hai. Bên nơi đây ai, khen hèn đi bò. Thế nào anh, có khỏe không, sao anh, có khỏe không. Đấy là đây, trong đây là nó sẽ tắt từ ở đây. Bạn nhớ tắt từ chụp pin, các bạn xem đen đây ai khen hèn tắt đi vô đây. Cả âm của nó, bạn nhớ pin neo đánh ai khen hèn đi vô. Cái này là âm cao, mình sẽ trở thành thanh khó khẽ. Chào, nó vâng, lúc này vâng. Chào, cái này là chào, nó vâng. Khen hèn đi, cùng cái này là cùng nó khỏe. Chào, khen hèn đi. Vâng. Anh khỏe, để thay thế cho từ này là anh khỏe.
bốn anh khỏe, bốn anh khỏe, non đi bên đấy, con em non đi thôi, con em bên đấy đấy thì cũng ra như thế nào đấy, con em như thế nào hoặc là con em thế nào đấy. Khi mình dịch là như vậy, con em thế nào, con em như thế nào hết, tức là dịch theo của nó luôn, tiếng Lao về tiếng Việt là nó dịch tương tự nhau, chỉ có một vài câu nó hơi đảo ngược thôi. Cháu là vâng, khen hen đi, anh để tắt từ khen hen đi, cháu khen hen vâng, thì chữ ăn là nó ẩn ăn khỏe. Để nghe đi, nó ổn đi, nó ổn em, con em bên ra đây giống như ở bên đấy là thế nào, con em thế nào. Thì người này trả lời người đầu tiên là cháu của nó vâng đấy, như là vâng, nó có khen em đi vô đấy, nó ổn là em, thì nghe em có cùng khen em đi vô đấy, vâng vâng em cùng học lại cháu nó có nhìn chữ là chữ o sao là o ấy, cháu nó có khẽ nghe đi dù cháu như là vâng em cũng khèn hén để khỏe, ngày khèn hén đi là khỏe, co du đi là chỉ chữ co du đi là chỉ chữ cấu trúc, co du đi là cùng vần, cùng là vần, đi cùng vần luôn mà tính ra, học ra rồi. Tức là khi nào có cái chữ du này, chữ du này, cái chữ du này là nó nói đến là du, ngoài cái nghĩa là ở, tôi ở đúng không, thì nó nghĩa là vẫn tức là chỉ đến cái tình trạng đang xảy ra, tức là hiện tượng đang xảy ra. Em có thể là mình dịch vâng, em vẫn phải cái từ cũng không thể bỏ nữa, chữ con đấy là cũng có thể bỏ đúng không, cái tình trạng tương đương chữ con. Vâng em cũng vẫn khỏe, có thể là vâng em vẫn khỏe đó, tức là tiếng Lao với tiếng Việt là mình có thể dịch theo từng từ, tức là cậu một cấu trúc câu thì mình dịch theo đó rồi sắp xếp lại đấy theo cái nghĩa, thì từ từ là mình sẽ học thêm. Cái trong này là ngoài khi bạn đối thoại hoặc đàm thoại ngồi thoại thì thường là nói với người đối diện, thì cái đại từ nhân xưng sử dụng rất là nhiều. Các bạn xem lại bài đại từ nhân xưng, vì vậy mình đưa cái bài đại từ nhân xưng lên học trước đó. Thứ hai là chỉ thêm vài cái động từ và thêm một số tính từ là mình trở thành một cái câu. Đây là trường hợp thứ hai là chào hỏi với những người thân thiện. Còn thêm một trường hợp và trong này á là thêm một cấu trúc là co du, là chỉ để thể hiện tình trạng đang xảy ra, tức là vẫn hoặc là cũng vẫn, tức là đang xảy ra, tức là vâng em vẫn khỏe đó. Đây qua trường hợp thứ ba là mình học đến là chào hỏi trong trang trọng hơn, tức là lịch sử, tức là chào hỏi chính thức, họ viết trong sách vở. Chào hỏi chính thức tức là chào hỏi kính trọng lịch sự. Can tập thai bẹp thăng can và can tập thai bẹp nạp thư. Sabai đi bo than, trong này than thì có thể po, me, lung, pa, ai, ươi, non. Chào, sabai đi, than đi, sabai đi bo, khọp chay, sabai đi xin liêu can. Sabai đi bo than pô, mê, lung, ba, ai, ươi,
No. Có khỏe không ông? Hoặc là bố, mẹ, bác trai, bác gái, anh, chị, em. Chào, sabai đi. Than đi. Sabai đi bo. Vâng, tôi khỏe. Con ông có khỏe không? Khọp chay, sabai đi xin điêu căn. Cảm ơn, tôi cũng khỏe. Sabai đi bo, than. Po, me, lung, pa, ai, ươi, non. Có khỏe không ông? Bố, mẹ, bác trai, bác gái, anh, chị, em. Chào, sabai đi. Than đi. Sabai đi bo. Vâng, tôi khỏe. Con ông có khỏe không? Khọp chay. Sabai đi xin điêu căn. Cảm ơn. Tôi cũng khỏe. Nên về nghĩa là có ho, bố, mẹ, mẹ, lung, bác trai, ba, bác gái, ươi, chị, xin điêu căn như nhau cũng thế. Như vậy là mình sẽ đi cái phần chào hỏi chính thức, phần chào hỏi thứ ba gọi là chào hỏi chính thức hay là chào hỏi lịch sự tiếng Lào gọi là ca thập thai mẹ thang ca đưa vào đẹp nạp thứ này tức là thang ca là chính thức nạp thứ là kính trọng hoặc là lịch sự nhé. Thì người ta sẽ nói là sabai bo tham. Bài đi là khỏe, bo là không, than là không. Các bạn sẽ xem từ than ở trong để từ nhân xưng tức là có khỏe không ông à, tức là ông có khỏe không, nếu mình dịch dịch theo cái cấu cũ cho đàng hoàng thì ông có khỏe không, hoặc là có khỏe không ông đó, thì đi là có. Có khỏe không? Ông chào đi là lúc này mình nói là vâng. Sao bài đi là khỏe chứ không phải là chào nhé. Ai phải đi là khỏe nhé, chứ không phải chào nhé. Mình thấy là có khỏe chứ chào thì ông hỏi sao bài đi bò hè. Lên sao bài đi vâng khỏe này vâng tôi khỏe đó. Chứ là khi mình trả lời thì có thể chê cái từ tối hoa như trong này sẽ có vâng tôi khỏe. Đây vẫn tươi khỏe nên tiếp như là tự nhiên đi sẽ hỏi lại than đi con ông sabai đi bo đó con ông con bà con ba còn đi tùy hay nhưng mà đồng đi than đi con ông có khỏe không đấy con ông có khỏe không vẫn tươi khỏe con ông có khỏe. Con này là con nó có khỏe không thì là mình cái này trả lời khọp chay là cảm ơn, khọp thì là cảm, chay là lòng hoặc là tấm, cảm cái tấm lòng cảm cái tấm thì gọi là cảm ơn biết cái này là cảm ơn. Cảm ơn cái này khỏe rồi tôi khỏe xin điều căn là như nhau hoặc là cùng thể chứ là có thể là nói là tôi cũng khỏe tôi khỏe như nhau tôi cũng khỏe đây chứ là cảm ơn. Thì như vậy các bạn thấy là trong cái câu chính thức là cũng xoay quanh cái từ sabai đi rồi cả đại từ nhân xưng thêm cái từ cảm ơn đây và tỷ từ như nhau mà cùng thể. Thì trong cái hội thoại ấy, thì chúng mình cần phải nhớ nhiều, mình phải liên tức là cái liên hệ từ những cái kiến thức liên quan với nhau hè, tức là mình cũng cần phải học nhiều, nếu mình học nhiều nó sẽ loạn trong trong cái kết cấu của bài. Thì chỉ cần trong hội thoại tức là hỏi về chào hỏi thì chỉ có hỏi là chào lời chào và cái lời hỏi thăm sức khỏe là rồi. Còn nếu mà nói tiếp đến cái phần là tên gì hoặc là nghề nghiệp gì thì nó
Thường cái đó là mình sẽ đi vào cái trường hợp khác, thì chỉ cần nhớ trong này nhưng mà mình khai triển nó ra. Thì các từ sabai đi, xin chào với sabai đi, cảm ơn như thế nào, sabai đi xin chào với sabai đi khỏe như thế nào, chỉ chào như vâng để chào đại từ nhân xứng là bạn đó, thì sẽ như thế nào, và bạn đi xem lại cái từ nhân xứng hoặc là giờ cái từ điển, cái điển Lào Việt hoặc là Việt Lào đấy đó. Thì nói chung là tổng hợp các bài là như vậy. Lần sau mình sẽ học tiếp những bài hồi của bài khác. Mỗi lần như vậy mình sẽ đến ngày như cũ. Cái bài điểm đấy là đã chấm dứt hay kết thúc là hội thoại, là có ba cái chào hỏi. Thứ nhất là chào hỏi kiểu thông thường, thứ hai là chào hỏi kiểu thân mật, và thứ ba chào hỏi về chính thức, chào hỏi lịch sự. Đó. Trong đó mình có nhắc lại những cái từ, và ngoài ra mình còn có thêm là nhắc lại về đề từ nhân xứng, phân biệt cách sử dụng đặt câu hỏi trong câu bo này, và từ có dù kết cấu của cái mẫu có dù, tức là cái nghĩa là cũng vẫn vẫn còn hay đang còn hay là vẫn đấy. Tức là chỉ sự kiện đang tiếp diễn. Các bạn xem lại trong video khi mình làm chỉnh lại á, mình sẽ có thêm cái phần bài viết cho chuẩn, và có thêm cái nghĩa của nó nữa. Nên cái đấy là mình giải thích khi nào vậy, tức là sau này là khi các bạn đã học rồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn viết thêm một cái số tách từ, vì cái đấy rất quan trọng nhé. Cái tách từ của học sinh nào đây là mình sẽ xác, tức là những cái từ cần cùng bằng nguyên âm ngắn, là coi như là những từ tận cùng bằng nguyên âm ngắn sẽ là kết thúc của một từ hoặc là của một âm tiết. Nếu là thành cái từ ghép từ đối ý, thì nó sẽ sabai như là một nghĩa, thì nó sẽ trở thành âm tiết. Còn nếu chỉ có nó không sát như là cái ao cái hồ đó, thì mình sẽ học từ mình học, nhưng mà nói chung là tận cùng bằng nguyên âm thì nó sẽ là một từ hoặc là một âm tiết đấy. Thì sắp bay đi đấy, ai đi kiểu đi mình chưa học cái âm nguyên, thì nguyên âm đi chưa học cái vần đi mình chưa học, mình đi là phải bài xong thì sao vừa vần vừa cuốn vừa vần chữ đi đi bó đi là tận cùng bằng chữ ó đi á, là cũng là chỉ có thêm dấu hoặc là không thì là một từ đấy. Không có nguyên tuồng của nó nhiều, qua những cái từ tấn công thì đây cũng là một từ đấy đó. Thì các bạn nhớ sau này thì dễ tham tham nha, cũng một từ đấy, khó nhưng mà cũng một từ đấy. Tất cả với thêm từ thứ hai, nếu mà có trong một từ mà có cái sẽ là ai đây. Tức là trong một từ mà có bốn cái nguyên âm đặc biệt nên là cũng là kết thúc của một từ, bởi vì những cái này là nó nguyên là nguyên nó còn đặc biệt được cái gì cuốn cuối văn rồi. Trong bài sau mình sẽ nói thêm, nhưng mà khi nào mình thấy cái ai ai ao âm nên nó cũng là kết thúc của một từ đấy, là cái cách xác định cái sự là sảy sảy là trong là ở đâu cũng là kết thúc của một từ đấy. Nếu thêm là ý là cũng là bỏ vào cũng là một từ đấy. Các bạn nhớ cứ để ý khi nào có cái những cái ai ai eo âm thì chỉ có thể là thêm phụ âm hoặc là thêm một dấu thôi, chứ không có thêm cái phụ của văn tiệp, cho nên là ngắn nó sẽ kết thúc một từ đấy, sảy hoặc là ai ai là tay sảy, mình xử là tay sảy bay 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 đi bay người đâu nó đi đâu đấy, bay sáng, tức là những từ mà kết thúc, những từ mà kết thúc với nguyên âm đặc biệt là nó sẽ thành một từ nhé.
không có thêm, không sẽ không có phụ quý văn nữa đó, chỉ có thêm hoặc là dấu thôi. Đấy rồi đấy là một một cái hai cặp, là cách phân biệt rất là đơn giản. Và các bạn nhìn vào thì khi sau này mình học thêm cái phần vân và phốn của vân, là phốn của vân là chỉ có thêm bốn tám từ thôi. Hay nhắn đi nào, cái là cái đi vốn của mình, cái là tạo vốn của mình đến khi nào mà nó tận cùng đây, như cái đi tận cùng là nhỏ đi, cùng nhỏ lên đây, vốn của mình nhỏ lên như đó, hoặc là cái khó tận cùng bằng bò đi, các bạn thấy cái đi ông tận cùng bằng nó là các bạn thấy là nó tận cùng của nó đấy, có tạm phóng của mình nhé. Và sau mình sẽ được hướng dẫn các bạn thêm cái bài này để là đủ trong phần một bài hai bài này, một bài về cái này và một bài tổng hợp là thành khoảng 8 bài 9 bài tiếng Lào cơ bản. Thì là học về nguyên bốn bài phụ âm này, phụ âm thì hơi nhiều, thì phụ âm là có phụ âm là bài phụ âm cơ bản đọc phụ âm và ba nhóm phụ âm cách viết này, cách nhớ bài nhạc của ông. Với năm thì có hai bài về phần tiếng là vần phục của vần và bài tổng hợp của bạn vào xem trong kế tiếng là cơ bản là đủ đấy. Tổng lại là hôm nay mình tổng kết lại về cái bài hội thoại, nhưng mà trong đó mình chèn vào thêm cái cách xác định về cách biệt, cách xác định tắt từ từ của tiếng nào không đã khó đấy, các bạn cứ chú ý xem là một thời gian sau mình sẽ hiểu. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng xem và nghe thường xuyên. Thì một thời gian sau thì mình sẽ làm được cái bài.